Sản xuất bột giấy không cần phá rừng mà tận dụng từ phế phẩm cây dừa, một nguồn nguyên liệu rất dồi dào ở tỉnh Bến Tre. Rồi từ bột giấy dừa dân dã, một chàng trai ở xứ dừa còn cho ra đời nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng cao. Đặc biệt nhất thì có lẽ phải kể đến đó là loại tranh 3D giấy dừa vô cùng độc đáo, mỗi bức trị giá vài triệu đồng. Trong chuyên mục Lối đi mới ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem bộ phận nào trên cây dừa có thể sản xuất bột giấy và những công đoạn để làm ra được một bức tranh giấy dừa 3D hoàn chỉnh. Ở Bến Tre, đầu đầu cũng có dừa, dừa trồng sau hè, dừa ngay trước ngõ, dừa mọc khắp các con đường làng. Thông thường, từ cây trái sẽ cho ra rất nhiều sản phẩm. Nhưng với những chiếc tàu dừa như thế này, đa phần chỉ dùng làm củi đốt. Và anh Cường đây chính là người đã hiện thực hóa ước mơ biến tàu dừa thành bột giấy mang về giá trị kinh tế cao cho nhà vườn. Ngoài cái sản phẩm là cây dừa cạn này đó, thì mình có thể sử dụng là cây dừa nước. Hoặc là một số loại cây khác, nhưng mà cái lựa chọn tối ưu mình là cái dẫn cây lề cây dừa cạn. Cái màu nó đẹp hay sao ạ? Đúng rồi. Từ nguyên liệu thô ban đầu này mình phải trải qua bao nhiêu công đoạn? Mình gốc bỏ cái vỏ ngoài nè, cái phần xanh của nó đó, mình lấy những cái phần lõi bên trong thôi. Thì trong đây nó có những cái sơ. Rồi cái mình đem về mình nấu. Đúng rồi, mình sẽ nhỏ mình nấu để sau đó mình nghiền nó ra, dùng máy nghiền á. Dạ. Cho ra nghiền bột nó như ra thế này. Bột, những bột như thế này. Sau khi mình đổ lên khuôn mình dàn cái mặt giấy á để cho nó độ mịn giống như mình mong muốn á, độ dày mình mong muốn á, thì tầm khoảng phơi nắng nắng ngon ngon á thì tầm nửa ngày. Tàu dừa sau khi sơ chế thì anh Cường sẽ thu mua cho bà con nhà vườn với giá là 5.000 đồng một ký. Ước tính cứ 10 ký nguyên liệu sẽ lấy được hơn 4 ký sợi cellulo. Loại giấy dừa có chất lượng cao sẽ có giá khoảng 300.000 đồng một mét vuông. Giá cao là bởi loại giấy này như một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, có đặc tính xuyên sáng. Từng đường nét qua văn được làm thủ công bằng cách điều chỉnh áp lực nước theo phương thức kỹ thuật của người Nhật. Tranh giấy dừa thường được sáng tác theo chủ đề tâm linh hoặc cho thấy sự luân chuyển của bốn mùa trong trời đất, qua đó thể hiện mong ước về một cuộc sống bình an, thịnh vượng. Với tính mỹ thuật độc đáo, loại tranh này rất phù hợp trang trí trong không gian nội thất cao cấp, sang trọng. Cái phản ứng của khách hàng họ khá là hài lòng về cái sản phẩm, bởi vì nó có mang cái tính là thân thiện môi trường và tính thiên nhiên và cái tạo cái không gian mà ấm cúng cho cái căn nhà của mình. Vâng, thưa quý khán giả, ngoài việc tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân, dự án giấy dừa Bến Tre sẽ còn hướng tới để hình thành một làng nghề thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm. Đó không đơn thuần là trải nghiệm các sản phẩm du lịch để thấy giá trị mới từ cây dừa, mà trải nghiệm là để ý thức hơn trong việc sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường.